Chiều nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 tiếp tục bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Quốc hội đã nghe trình bày các báo cáo và báo cáo thẩm tra về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác năm 2021 của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, công tác thi hành án năm 2021, công tác phòng chống tham nhũng năm 2021, ngay dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến trình Quốc hội xem xét thông qua theo trình tự thủ tục rút gọn. Qua thảo luận trực tuyến về các báo cáo và dự thảo nghị quyết này, các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ Quốc hội giao, tích cực bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt yêu cầu của Quốc hội, đồng thời đề nghị có giải pháp sớm khắc phục những hạn chế đã nêu trong báo cáo thẩm tra, tiếp tục có những biện pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trên các lĩnh vực công nghệ thông tin, phòng chống gian lận thương mại, môi trường, an toàn thực phẩm, hoạt động đấu thầu, định giá, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm pháp luật, tội phạm và kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh đối với những vi phạm trên lĩnh vực này.